Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Trời thương Phật độ cho 4 tuổi này, làm đâu thắng đó, trúng số cực to, cực khủng, phát tài lớn, cực giàu. Đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024, tiền chất như núi trong nhà. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, các nhà tiên tri tiết lộ rằng đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024, bốn con giáp có cơ hội nổ lộc phát tài, dẫn số cực kỳ hanh thông, được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài ban lộc, quý nhân dẫn bước, có vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số độc đắc, trúng thưởng rất cao, giúp cho ba con giáp này đổi đời đại gia, tiền vàng nhét chật két. Vậy bốn con giáp đó là những con giáp nào, làm sao để nắm bắt được vận may cực đỏ này, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải ngay sau đây. Vị trí đầu tiên xin được chúc mừng con giáp tuổi Mão. Các tinh xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, hy vọng mới đây tuổi Mão có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống, dù là sự nghiệp, tình duyên hay tiền bạc. Con giáp may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch này rất ham học hỏi và có thể áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo nên sự mới mẻ cho những công việc tưởng như nhàm chán. Đây chính là lý do khiến bạn có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Ví dụ như được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp hậu thuẫn, tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt trong cuối tháng này. Vì thế bạn chớ ngại khó ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may, đặc biệt nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, nên đi cùng với những người có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ gặt hái được nhiều điều rất hữu ích. Đời sống tình cảm của người tuổi Mão cũng vô cùng suôn sẻ, hai vợ chồng cùng hỗ trợ, động bên nhau cùng làm ăn, kinh doanh, mỗi người đang trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của đối phương. Người độc thân đừng bỏ lỡ cơ hội tốt, nên mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp đang tới với mình. Cụ thể tử vi chi tiết và cẩm nang dượng vận cho từng người tuổi Mão, theo năm sinh âm lịch, đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024 như sau. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Nhờ thái âm các tinh mà những căng thẳng trong công việc sẽ sớm được hóa giải, tuổi Quý Mão cuộc sống có chút thăng trầm. Khi tuổi trẻ thì nghèo, về trung vận và hậu vận thì khá hơn nhiều. Quý Mão số phú quý, học hành thành đạt, thông minh, khéo léo, cử chỉ lời nói mềm mỏng, dịu dàng, xử lý khôn ngoan nếu sinh vào giờ tốt. Người này bên ngoài thích ôn hòa, bình an, nhưng bên trong rất kiên cường và kiên trì theo đuổi mục đích tới cùng. Họ đôi khi táo tợn và hung bạo. Người tuổi Quý Mão thành thạo nhiều nghề, nhưng hay bỏ dở dang. Người này có năng khiếu khoa học và xã hội và chính trị. Nếu là người thiện, thì nam mềm mỏng, lịch sự, hòa nhã, có tài khéo léo, được người đời tin tưởng. Nữ thì dịu hiền, đảm đang, có thiện tâm, cảm thông và giúp đỡ vô tư không vụ lợi. Bản mệnh là một trong những con giáp kiên định, có tâm lý vững chãi nhất, đặc biệt là trong sự nghiệp nhiều người đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Từ nay tới rằm tháng 8 tới,
con giáp tuổi Quý Mão sẽ liên tục nhận được những may mắn. Có thể gọi đây là giai đoạn tái sinh của những ngôi sao tài lộc, nhất định sẽ tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của Quý Mão. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Ất Mão có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Xứng đáng với khả năng của mình, tất nhiên để gặt hái được thành công lớn lao như vậy, thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính bạn. Bạn ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Vì vậy mà bạn không sợ khó khăn vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh. Vận trình tài lộc của người tuổi Ất Mão đang có những bước tiến khá vững vàng. Đây là thời điểm bạn hưởng trái ngọt từ bao cố gắng mà bạn đã bỏ ra. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Nhiều kế hoạch, dự định của người tuổi Đinh Mão đều có bước tiến nhất định trong từ nay tới rằm tháng 8. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn và bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Công việc hoàn thành thuận lợi, còn là do bạn biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp. Bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực, nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư, kinh doanh quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, nên dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi nữa thì sau đó tất cả cũng sẽ vào guồng và đem lại cho bạn một khoản tiền rủng rỉnh. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nên được nhận các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng. Người đã lập gia đình, có những ngày tháng êm đềm và ngọt ngào, bạn và người ấy dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm, yêu mến và chỉ riêng điều đó cũng có tác động rất tích cực đến tình cảm của hai người rồi. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999. Những tín hiệu tích cực trong công việc sẽ đến với người chăm chỉ như con giáp tuổi Kỷ Mão. Nhờ Thái Dương trợ lực, đa phần các bạn tuổi này đều có ngoại hình ưa nhìn, quan hệ ngoại giao tốt, thường được quý nhân giúp đỡ, có tình yêu lớn trong lòng và có siêu năng lực mà chưa được khám phá. Vận may của bạn sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian từ nay tới rằm tháng 8. Cuộc sống của bạn sẽ đầy màu sắc và tràn ngập tình yêu. Đặc biệt là nam tuổi Kỷ Mão, cuối cùng bạn cũng được đón nhận hạnh phúc và gặt hái được tình yêu. Bản mệnh sẽ vô cùng hạnh phúc, nghiễm nhiên trở thành con cưng của ông trời, căn số phú quý, vận đào hoa viên mãn. Trong chuyện tình cảm, người còn độc thân có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều các đối tượng triển vọng. Thậm chí bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen, cũng có người chủ động đến với bạn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vị trí thứ hai, xin được chúc mừng con giáp tuổi Tý. Là con giáp may mắn trong từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch, nên người tuổi Tý phát huy được ưu điểm của mình và tránh được nhiều sai sót. Bản mệnh luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn, cuối cùng được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định bản thân. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình, nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới, đáng ngưỡng mộ. Túi tiền thời điểm này cũng rất rủng rỉnh, bởi người làm công ăn lương dễ được nhận các khoản thưởng nóng do thành tích cao trong công việc. Với người làm ăn, kinh doanh,
bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Trong chuyện tình cảm, người còn độc thân ngày càng tự tin hơn, phong thái của bạn cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng khăng khít, hai người có suy nghĩ chín chắn nên không tranh cãi với nhau về những chuyện nhỏ nhặt. Cụ thể tử vi chi tiết và cẩm nang dượng dẫn cho từng người tuổi Tý, theo năm sinh âm lịch đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024 như sau. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tác động của bách diệt mở ra nhiều cơ hội mới cho con giáp tuổi Canh Tý, giúp bạn lọt top những con giáp may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch này. Những người sinh năm Canh Tý có ý thức tự giác rất cao, nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Họ là những người có tham vọng lớn, nhưng thường không cẩn trọng. Nếu không biết cách điều chỉnh thì dễ gặp thất bại. Canh Tý thông minh, lanh lợi, hành động nhanh nhẹn, là biểu tượng của năng lực phi thường và làm việc hiệu quả cao. May mắn thay cuối tháng này, bạn có thể thay đổi vận số nhờ phước lành của chính mình. Bản mệnh thích làm người chiến thắng, không thích nhũn nhường. Những người như bạn thường không muốn chịu thua người khác, sẽ cố gắng bằng mọi giá để vượt qua thử thách và vươn đến đỉnh cao. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh lam. Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Người tuổi này có giao tiếp vô cùng khéo léo, nên được nhiều người yêu mến nhờ biết phát huy sức mạnh tập thể. Thử thách lớn lao đến mấy bạn cũng có thể vượt qua, chẳng có công việc gì có thể làm khó được bạn. Nhâm Tý thường là người rất thành công bởi họ hoạt bát, năng động và thích nghi hoàn cảnh rất nhanh. Nhâm Tý vui tính, giỏi ngoại giao, dễ gần hoặc không ngừng tò mò, học hỏi để nâng cao năng lực. Họ yêu sự an toàn, luôn lo lắng về tương lai. Đó cũng là lý do vì sao họ làm việc rất chăm chỉ. Người tuổi này bộc lộ ra ngoài là sự tự tin, hiểu biết rất chuyên nghiệp về những điều mình làm. Ngoài ra từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch cũng là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Họ sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội quý giá, giúp bạn kiếm về một khoản tiền hậu hĩnh trong tương lai. Con giáp này quan tâm đến các thành viên trong gia đình và sự ấm áp của bạn dường như đã truyền cho tất cả cho mọi người. Ai cũng dành cho bạn tình yêu thương chân thành nhất. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: đen, tím. Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Tỵ. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Xem tử vi từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Giáp Tý là một trong số những con giáp may mắn trong hầu hết các phương diện. Chẳng những đường tình duyên thắm sắc, mà ngay cả công việc hay tiền bạc của con giáp này cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Thậm chí giới vận quý nhân dượng, tuổi Giáp Tý còn có thêm nhiều cơ hội để thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh tìm được lối đi riêng cho mình, không ngừng nỗ lực để giành lấy thành công cho bản thân. Công việc khởi sắc là thế, nên con giáp này cũng chẳng thể nào kém cỏi về đường tài lộc cả. Khả năng tăng lương là rất lớn, người làm công ăn lương có thể tự tin vào bản thân mình hơn nữa. Con giáp này dựa vào khả năng quản lý tài chính tốt, có thể tính toán thêm tới chuyển đầu tư để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Trong chuyện tình cảm, các cặp vợ chồng ngày càng thêm nồng nàn. Người tuổi Giáp Tý thỏa mãn với cuộc sống gia đình hạnh phúc. Không khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp, là bến cảng yên bình sau những sóng gió cuộc đời. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: vàng đất, đỏ tía. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Theo dõi tử vi phương Đông, người tuổi Bính Tý từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như ý con giáp này, hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Chuyện làm ăn, kinh doanh, hanh thông, suôn sẻ, bản mệnh nếu có tiền thì mạnh dạn đầu tư, đầu óc tư duy sáng suốt,
sẽ giúp tuổi Bính Tý thu tiền bạc về đầy tay. Khi có cơ hội cần chớp lấy và nhanh chóng triển khai, thắng ở phần quyết đoán và nhanh nhạy, chớ để mình phải hối hận sau này. Riêng về công việc thì con giáp này phải đối mặt với một vài thách thức, cũng dễ bị tiểu nhân hãm hại, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Bởi có quý nhân đi theo phụ trợ, nên khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, nhanh chóng đạt được mục tiêu mong đợi. Chuyện tình cảm có những dấu hiệu đáng mừng, tin vui báo về liên tiếp, các cặp đôi tình cảm chín mùi, có thể sẽ tính tới chuyện hôn nhân. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 23 đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh nhạt, quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vị trí thứ 3, xin được chúc mừng con giáp tuổi Ngọ. Thời gian sắp tới con đường mà người tuổi Ngọ đang đi rất thuận lợi, vì bạn được nhiều người nâng đỡ. Bên cạnh việc tự lực để phát huy tối đa năng lực của mình, bạn vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với các tiền bối trong ngành nghề để gia tăng sức mạnh. Nếu muốn khởi nghiệp, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay sau khi đã học hỏi được kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch này cũng mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Bạn hãy nhanh nhảy để có thể nắm bắt những thông tin hữu ích và biến chúng thành lợi thế cho mình. Về tình cảm, một số cặp đôi có thể xảy ra mâu thuẫn trong các vấn đề liên quan đến cuộc sống, nhưng may mắn là sau đó hai bên cùng ngồi lại để cùng tìm cách xử lý vấn đề, nên tình cảm được cải thiện nhanh chóng. Cụ thể tự di chi tiết và cẩm nang dượng dẫn cho từng người tuổi Ngọ theo năm sinh âm lịch đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024 như sau. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Trong thời gian này, con giáp tuổi Bính Ngọ sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình. Tiền bạc sẽ có vào cuối tháng này khi có thiên tài ghé thăm, có thể là một khoản tiền làm thêm hoặc bạn được ai đó giúp đỡ. Nhờ đó mà những căng thẳng mệt mỏi trong suốt thời gian qua được xóa tan, bạn cũng không còn phải quá mức lo lắng về những biến cố có thể xảy ra trong cuộc sống nữa. Tuy nhiên, sức khỏe của con giáp may mắn thời gian này có dấu hiệu suy giảm nhẹ, có thể là vì ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường. Nếu không có việc gì quá gấp thì bạn nên hạn chế việc di chuyển hay đi xa nhà. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 1 đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, nghi, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Vận trình của người tuổi Mậu Ngọ khá tốt, mọi sự đều đang trên đà tăng tiến, bản mệnh không có gì phải lo lắng, bởi các khí dưỡng giúp cho bản mệnh dễ dàng đạt được những điều mình mong muốn. Công việc khá suôn sẻ, tuy khó tránh được những khó khăn nhất định, nhưng có thể nói tuổi Mậu Ngọ giải quyết được các vấn đề hiệu quả, dùng chính những khó khăn đó làm bàn đạp để thăng tiến lên vị trí cao hơn. Tiền bạc khá dồi dào, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không cần cân nhắc quá nhiều. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều gia tăng, báo hiệu về những điều tốt lành đang chờ đợi con giáp này phía trước. Vợ chồng tình cảm hoàn hảo, những mâu thuẫn trước đó không còn nữa mà đã dần được tháo gỡ, cả hai bao dung hơn cho những khiếm khuyết của đối phương, cùng chung tay xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, hồng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Mùi. Tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Thời gian này hứa hẹn con giáp tuổi Canh Ngọ sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án vẫn còn đang dang dở của mình. Bạn sẽ có cơ hội tham gia các dự án lớn, vậy nên hãy chuẩn bị một vài ý tưởng táo bạo để đưa lên bàn họp nhé. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để tạo ấn tượng với cấp trên. Đây sẽ là tiền đề để bạn có thể đạt đến những vị trí cao hơn trong sự nghiệp của mình. Nếu bạn được ai đó giúp đỡ, thì bạn cũng nên trả lại ân huệ đó bằng cách hỗ trợ họ trong những việc khác, giúp tài lộc của bản mệnh cũng đã có tiến triển rõ rệt hơn. Một số người kiếm được tiền nhờ những công việc đơn giản và nhờ thói quen chăm chỉ tích lũy hàng ngày,
Nhờ vậy mà bạn không vướng phải khó khăn về tiền bạc như mọi người xung quanh mình. Bản mệnh còn tìm được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm khi vợ chồng hòa thuận, giúp đỡ nhau trong công việc nhà. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 11 đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ mùi, thìn. Cuối cùng, xin được chúc mừng con giáp tuổi Mùi. Sự nhiệt tình và nhiệt huyết của người tuổi Mùi được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bản mạnh dạn thể hiện bản thân là một át chủ bài của cả đội và nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Nếu đã làm lãnh đạo, bạn được nhân viên yêu mến vì biết cách sử dụng đúng người, đúng việc. Một khi giao nhiệm vụ cho ai thì hoàn toàn tin tưởng người đó. Trên phương diện tài lộc, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Mùi sẽ tìm được cách lợi nhuận quá đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu. Bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có nhiều nhân duyên tốt đẹp, bản mệnh có thể tìm được người thật lòng muốn ở bên bản mình. Những cặp vợ chồng đã bên nhau một thời gian dài, hãy hâm nóng tình yêu bằng việc tạo một cuộc hẹn, nấu một bữa ăn hay đơn giản là tặng cho đối phương những món quà bất ngờ. Cụ thể tử vi chi tiết và cẩm nang dượng dẫn cho từng người tuổi Mùi theo năm sinh âm lịch đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024 như sau. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Trên phương diện sự nghiệp, hãy tận dụng cơ hội của mình khi có các tin ghé thăm. Có thể đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho những tham vọng trong sự nghiệp của bạn, vậy nên hãy tập trung năng lượng của bạn vào việc đang làm nhé. Tài lộc của bản mệnh cũng có dấu hiệu tăng tiến nhờ những tiến triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có kiếm nhiều tiền đến mấy bạn cũng chớ tiêu xài lãng phí, hãy tiết kiệm thêm để đảm bảo cho tương lai của mình và các thành viên trong gia đình bạn nhé. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, ngoài ra bạn nên dành thời gian để quan tâm nhiều hơn đến gia đình và bạn bè của mình. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường xanh lam, nâu, quý nhân phù trợ ý, sửu, hảo. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Thời gian này người tuổi Kỷ Mùi có nhiều cơ hội xây dựng các mối quan hệ xã giao nhờ quan hệ đồng nghiệp bạn bè tốt đẹp. Khi gặp khó khăn xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Những thành công bạn gặt hái được sẽ giúp bạn tiến lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Thậm chí có người được cất nhắc lên làm sếp lãnh đạo, chỉ huy mọi người. Bạn không chỉ chinh phục được lòng tin của cấp dưới mà còn khiến cấp trên của mình cảm thấy bất ngờ và đánh giá cao. Tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Mùi cũng có những dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng. Bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Người làm ăn, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô của mình. Có thể thoạt đầu bạn sẽ phải tốn thêm một khoản tiền vốn, nhưng tiền lãi sau đó thu được sẽ khiến bạn trở nên dư giả, chẳng phải lo đến chuyện ăn tiêu. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá, tăng lên tỷ lệ thuận với những gì bạn đã đóng góp cho tập thể. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ ngọ, hợi, tuất. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bản mệnh đạt được những bước tiến lớn ở nhiều phương diện, cả tiền bạc lớn, tình cảm đều đủ đầy, nên không khó hiểu khi tinh thần của bạn rất hăng hái và vui ra mặt. Ở thời điểm này bạn sẽ có nhiều thay đổi tích cực về mặt tài chính. Bản mệnh có thêm các mối làm ăn mới, kinh doanh buôn bán đắt hàng với uy tín mà bạn đã xây dựng. Phần lớn khách hàng tự tìm tới, người này giới thiệu cho người kia nên doanh ngày càng tốt hơn. Đây là lúc bạn nên tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu dài hạn. Tất nhiên, cũng đừng bỏ qua kế hoạch ngắn hạn, đảm bảo cho cuộc sống hiện tại của bạn. Những người làm công ăn lương
cũng có thu nhập ổn, cộng thêm việc biết chi tiêu hợp lý, duyên dáng làm ăn, tiết kiệm cho tương lai, nên con giáp này đã tích lũy được một khoản kha khá, nhìn chung không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Dậu, Tý, Thân. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của 4 con giáp may mắn nhất được thần tài gọi tên, thần Phật che chở, sẽ nhận được cơ may đổi đời, chuyển vận đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024, năm Quý Mão 2024. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.